Chào các bạn, chúng ta trở lại series 10 câu lý thuyết vô cơ mỗi ngày. Ngày hôm nay là ngày thứ tư. Chúng ta sẽ tiến hành từ câu 1. Tính chất vật lý nào dưới đây là không phải của sắt? Là kim loại nặng. Đúng. Khó nóng chảy. Đúng. Nó nhiệt độ nóng chảy khá là cao em nha. Này là khó nóng chảy là đúng nè. Dẫn điện và dẫn nhiệt tốt. Đúng. Màu vàng nâu, dẻo, dễ rèn, tính nhiệm từ. Câu sai là câu nào? Hiếu, chỗ nào Hiếu? Đó là kim loại màu gì? Đúng rồi, chính xác, màu trắng xám. Sẽ là kim loại màu trắng xám chứ không phải màu vàng nâu em nhé. Chọn câu C. Chúng ta đến câu 2. Rồi câu 2 như sau, mình chỉ có kêu mà nói như vậy. Người ta câu hỏi là phần hoạt nào sau đây là sai? Natri cộng nước để tạo thành NaOH cộng H2. Này đúng em nha. NaH số 3 nhiệt phân. Ở đây là sai em nha. Câu B là câu sai này. Giải thích này. Thành đi nhiệt phân thì nó tạo thành Na2CO3 CO2 cộng cho H2O em nhé. Còn thằng này câu C là đúng rồi. Câu D đúng luôn nha. Tất cả các mối H3 đều bị nhiệt phân. Chúng ta đến câu số 3. Đây, chúng ta đến câu 3 nè. Người ta kêu là nhận định nào sau đây là không đúng? Không đúng hay nó khác là sai? Trong dung dịch ion sắt 3 có tính ô xóa mạnh hơn CO2 cộng. Ở đây mình nhớ lại cho thầy quy tắc 5 ngón tay nhé. 5 ngón tay này. Đây. Sắt 2 trên sắt này. Sắt 3 trên sắt 2 này. Từ cái cầu từ sắt 2 lên 20 lên 32 này thì chúng ta có cái đoạn 5 ngón tay. Đó là nhớ sang phố hỏi cửa Ni2 cộng, Na2 cộng, Pb2 cộng, H cộng và CO2 cộng. Niken, thiết, chì, H2 và CO. Được chưa? Sau đó là gì? Cửa rồi đến hàng HG2 cộng rồi đến AG. Được chưa? Đó. Như vậy ion sắt 3 có tính ô xóa mạnh hơn CO2 cộng. Đúng rồi. Thế chiều này là chiều kim loại và khử là giảm, oxy hóa là tăng, tức là sắt 3 mạnh hơn CO là đúng rồi ha. Sắt 3 cộng mạnh hơn CO2 cộng là đúng. B, cho dung dịch AgNO3 vào FeNO3 xuất hiện cái tủa. Đúng, đó là quy tắc sắt 2 bằng 1 Ag cộng cộng Fe2 cộng để tạo cái tủa Ag và Fe 3 cộng. Đây là phản ứng sắt khử em nhé. Đơn chất sắt oxy hóa được CO2 cộng để trong dung dịch tạo thành CO. Chúng ta có nó là oxy hóa hay là khử? Câu C á, chúng ta dễ bị sai câu C. Sắt này cộng cho CO2 cộng để biến thành Fe2 cộng cộng cho CO. Nó là chất khử, đây là chất oxy hóa vì nó tăng thành nó giảm. Là người chồng là người bị có vợ, sợ vợ và quan tâm vợ. Là người vợ là người bị có chồng, sợ chồng và quan tâm chồng. Được chưa? Ở đây người ta nói là đơn chất oxy hóa, hiểu. Người ta nói như thế này tức là nói về chất đơn chất sắt và chúng ta là chất khử thì nó phải là khử chứ không phải oxy hóa em nha. Câu C là câu sai. Câu D. Trong dung dịch ion sắt 2 vừa có tính ô xóa và tính khử. Đúng. Đây. Sắt chúng ta thấp nhất là không, cao nhất là dương 3, dương 2 ở giữa. Rồi thì giảm xuống được, tăng được thì vừa ô xóa và khử đúng không nha. Như vậy câu sai đây là câu C. Có ý kiến gì về câu hỏi này nữa không? Nên ý kiến giùm Ninh ơi. Rồi hỏi. Rồi hỏi với em.
xuất hiện cái tuổi là cái tuổi AG nè, sắc 2 bằng 1 nè, sắc 2 bằng 1 nè, sắc 2 nó dùng bằng 1 để biến về mũi sắc 3 và AG theo quy tắc alpha đấy, được chưa? Được chưa em ơi? Giờ đi tiếp được chưa? Rồi, nếu bạn không ghi nhận nữa chúng ta đi tiếp. Chúng ta đến câu 4. Đây, khi đun nóng dung dịch chất X thì thu được cái tủa Y là thành phần chính của các vỏ, là của vỏ của các loài sò, ốc hến. Chất X là, chúng ta biết là cái thành phần chính của vỏ sò, vỏ ốc hay vỏ hến của chúng ta đó là CaCO3, được chưa? Như vậy chất ở đây chúng ta chọn là câu B. Lý do như thế này. Xin lỗi. Để khi đun nấm dung dịch chất X, cái thằng này không phải dung dịch em, cho câu D em nha. Đây, CaH3 tất cả hai lần của chúng ta khi đun nóng này thì nó tạo thành CaCO3 tủa, đây là chất Y nha. Rồi cộng cho CO2 cộng cho H2O, đây là chất X. Như vậy có đúng ở đây là câu D em nha. Rất là dễ. Câu đó là câu thiệt, thuộc câu hỏi là gì nhờ, thuộc câu hỏi thực tế. Đợi em nghe chị. Cho các chất, số chất tác dụng được với FeNO3 tất cả hai lần là. Ở câu này chúng ta sẽ làm như sau. Ở đây mình sẽ tách FeNO3 tất cả hai lần thành Fe2 cộng và NO3 trừ. Ở đây thì ký hiệu 1, 2, 3, 4. Cái đầu tiên, một anh sắc 2 có hai cái lưỡi để về mũi sắc 3 và về cái lo trừ. Sắc 2 bằng 1, sức như không có sắc 2 đồng, như vậy 2 không tác dụng, bỏ qua. 3, 3 chúng ta thân tuân tụ theo cơ chế O xóa khử. Sắc 2 đi tác dụng với H cộng và NO3 trừ. Hai thằng này đúng giống như HNO3 loãng, cái đó nó tạo thành mũi sắc 3. HNO3 loãng thì sinh ra khí NO cộng cho H2O. Được. 4. Quy tắc sắc 2 bằng 1. Sắc 2 chúng ta đi tới dùng với mũi bạc thì chúng ta tạo thành mũi sắc 3 và AG. Được chưa nhờ? Như vậy trong trường hợp này chúng ta có tất cả là 3. Có đúng ở đây mình chọn là câu D. Được chưa? Nếu ở đây mình không phân tích mấy thành ion như thế này thì mình sẽ khó đấy. Rồi, chúng ta đến câu số 6. Đây mời, cho các chất, hỏi là số chất tan được trong dung dịch NaOH là. Tan thì có hai loại. Tan nghĩa là nó sẽ tác dụng được với nước trong dung dịch, hoặc là nó tác dụng chính với NaOH, được chưa? Rồi chúng ta đến chất đầu tiên. Đây cho là 1. Đây đánh số đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Phân định đầu tiên, CrO3 2 x 3 là 6, 6 x 1 là 6. Bữa trước mình học quy tắc 2, 3, 6, 3 lăng anh. Đây ra, 2 là 3 giờ, 3 là lượng tính và 6 là axit. Như vậy thằng này là oxic axit. CrO3 chúng ta là oxic axit, sẽ đi tác dụng với NaOH, chúng ta tạo thành Na2CrO4 cộng cho H2O. Được chưa nhỉ? Như vậy tan được. Thôi bạn. 2. Sắt không tan trong NaOH, bỏ. 3. CrOH 3 lần tan được trong NaOH. Đây vì nó là lượng tính em nha. NaOH chúng ta là 3 giờ. BD đi CAB. NaCrO2 cộng cho H2O. Thằng này tương tự như nhôm vậy. Crom. Crom chúng ta không tác dụng được với NaOH. Mà nhớ thầy là trong tất cả kim loại chỉ có hai kim loại thôi tác dụng được với NaOH, đó là nhôm và kẽm. 5 được, 6 không. 5 giải thích rõ luôn. Đó là phản ứng của AlOH 3 lần với NaOH. Tương tự như crom em nhé.
Như vậy đây chúng ta có 1, 3, 5, 3 cho câu C. Có ý kiến gì về câu hỏi này hay không? 1 được này, 3 được này, 5 được này. Có ý kiến gì về câu hỏi này không em ơi? Đi tiếp được chưa nhờ? Đi tiếp được chưa anh ơi? Rồi, chúng ta đến ví dụ ở tới câu số 7. Vụ cơ này mình đi nhanh lắm, mình dễ hơn vụ hữu cơ rất là nhiều. Đặc biệt là lý thuyết vô cơ thì nó dễ hơn nha. Bài tập vô cơ thì nó hơi phức tạp hơn một xíu. Người ta nói như thế này: hỗn hợp có thể hòa tan trong nước dư tạo ra dung dịch là. Rồi, ở đây người ta cho bốn cái dung dịch, mỗi dung dịch gồm có hai chất rắn và có số mol bằng nhau. Số mol bằng nhau mình chọn nó là 1 mol đi. Ở đây bằng có là gì? Đầu tiên là Na2O chúng ta sẽ đi tác dụng với nước để tạo thành NaOH. Đây 1 mol thì thằng này sẽ là 2 mol. Chính NaOH sinh ra sẽ đi tác dụng với Al2O3 để tạo thành NaAlO2 cộng cho H2O. Rồi, thằng này 2 mol, thằng này 1 mol. Như vậy sao sẽ mol hai thằng này hết. Đầu tiên là Na2O tan hết trong nước. Được chưa em? Vì nước dư mà thì nó tan hết trong nước. Và dung dịch NaOH sinh ra chúng ta hòa tan hết Al2O3, điều này chứng tỏ nó tan hết. Một đúng. À, đồng và sóc 3, em nghe kỹ. Khi mình hòa tan vào trong nước thì Fe2, Fe4 tất cả 3 lần của chúng ta là chất trắng, nó tan trong nước tạo thành dung dịch. Khi đó đồng chúng ta sẽ đi tới dùng với muối sóc 3 như sau. Ở đây mình 1 mol, đây 1 mol, chúng ta biến thành ion cho nó dễ. Để biến thành Fe2 cộng cộng cho CO2 cộng. Rồi, CO chúng ta là 1 mol này. Trong hợp chất này thì sóc 3 chúng ta là 2 mol. 2 chia 1 là bằng 2, 1 chia 1 là 1. Như vậy thằng này là hòa tan được trong nước, còn đồng thì hòa tan trong muối sắc 3. Như vậy thằng này tan hết. Câu C chúng ta, câu C chúng ta là BaCl2 thì tan trong nước, còn CuCl2 cũng tan trong nước luôn. Như vậy cả hai chất chúng ta đều tan trong nước, do đó nó tạo thành dung dịch. Cái này thì tan hết em nha. Còn câu D, nếu nhìn nhanh thì chúng ta thấy là ở đây nó tạo thành Ba bốn cái tủa rồi, sẽ không bao giờ tan. Bây giờ còn giải thích đầy đủ như sau này. Đầu tiên là bari sẽ đi tác dụng với nước có trong dung dịch để tạo thành BaOH hai lần. Chính cái BaOH hai lần này sinh ra tác dụng với NaHSO4 để tạo thành, đây nó là cái bản chất này, OH bên này và H bên này để tạo thành nước. Chúng ta có hai kim loại và một góc axit, chúng ta sẽ tạo hai muối. Muối đầu tiên là BaSO4 kết tủa, mũi thứ hai là Na2SO4 và cộng cho H2O. Được chưa em? Trong trường hợp này hỗn hợp ban đầu thì tan hết rồi, nhưng mà do đằng sau nó tạo tủa thì nó xuất hiện một chất mới không thể tan hết được. Được chưa? Do đó Y4 này là sai. Như vậy câu đúng ở đây mình chọn là câu D. Có ý kiến gì về câu hỏi này hay không? Tuấn hiểu không Tuấn ơi? Alo, Tuấn hiểu không ạ? Không nghe gì hết. Không nghe gì hết Tuấn ơi. Câu 8 em ơi. Điều cần chúng ta là chọn số phát biểu đúng. Một, lưu huỳnh phốt pho carbon đều vẫn được với thằng này. Chúng ta nghe kỹ. Trong trường hợp này thì ở đây mình coi thử nha. Cái này chúng ta chưa rõ, chúng ta để lại. Nhôm dễ dàng vẫn được với clo đúng. Ở đây nó tạo thành AlCl3. 3, phèn chua có công thức là không ăn 24 giờ. Không ăn 24 giờ. Nhưng đây chúng ta rút gọn rồi. Đây là công thức nguyên bản của hắn đây.
K2S4 AL2 SO4 tất cả 3 ngậm 24 nước. Người ta rút gọn 2 kali, 2 nhôm và 24, thằng này rút gọn hết cho 2 thì công thức này đúng. CL3 là oxit lượng tính, đúng. Được chưa nhỉ? Cái 1 cũng đúng luôn em nha. Lý do này, lưu huỳnh chúng ta sẽ tác dụng với CLO3. Thì bạn hiểu như thế này, thằng CLO3 chúng ta là -2, đây là dương 6, nó có tính oxy hóa mạnh. Còn lưu huỳnh chúng ta đơn chất. Như vậy ở đây chrome chúng ta sẽ giảm từ 6 về 3 CR2O3, còn lưu huỳnh tăng lên SO2. Tương tự vậy, nếu em thay thế nó bằng phosphor bằng carbon thì sản phẩm tương tự sẽ là P2O5, sẽ là CO2. Đúng em nha. Cali và etylic cũng tác dụng được với thằng này. Như vậy ở đây chúng ta có tất cả 4 phân định đều đúng. Chọn có đúng ở đây là câu C. Có ý kiến gì câu 8 không? Hiếu ý kiến gì không Hiếu ơi? Nguyên ý kiến gì không Nguyên ơi? Cứ 10 câu thôi, 10 câu là nhẹ nhàng tình cảm, có điểm nhấn. Đây mình chơi nhiều chiêu lắm bạn ơi. Rồi chúng ta đến câu số 9. Điều cầu chúng ta là phát biểu đúng. Điều cầu chúng ta là phát biểu đúng. Rồi chúng ta đến phát biểu A nào. Cho dung dịch NH3 vào thằng này xuất hiện cái tủa. Đúng, giải thích như thế này. NH3 cộng cho nước cộng cho FeCl3 thằng này là NH4OH. Cái đây nó tạo thành FeOH tất cả 3 lần cái tủa cộng NH4Cl. Đúng. B, nhiều phân hoàn toàn này thu được Ag. Chính xác em nha. AgNO3 chúng ta bị phân hủy tạo thành Ag NO2 cộng O2. C, hỗn hợp này theo tỷ lệ mol 1:1 tan hết trong nước dư. Chúng ta có thử. Đầu tiên là natri sẽ đi tác dụng với nước để tạo thành NaOH cộng cho H2. Thằng này 1 mol thì thằng này 1 mol. Sau đó chính NaOH sinh ra sẽ tác dụng với nhôm và nước để tạo thành NaAlO2 cộng cho H2. Đây là 3/2. NaOH 1 mol nhôm 1 mol. Khi sơ mol thì hai thằng này bằng nhau, điều này chứng tỏ nó tan hết, đúng. Được chưa? D, trong công nghiệp NaH3 chúng ta được làm bột nở gây xốp cho cái lò bánh, đúng nha. Cái này đúng. Câu E, trong công nghiệp AL23 được điều chế bằng cách nung thằng này, đúng em nhé. Như vậy đây chúng ta có tất cả 5 phát biểu đều đúng. Chúng ta chọn có đúng ở đây là câu C. Các bạn nào có kiến gì về câu hỏi này nữa không? Không có kiến mà đi tiếp. Rồi chúng ta đến câu 10. Chúng ta nghe kỹ. Cho các thí nghiệm sau, người ta hỏi là sau khi vẫn xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm có sự hòa tan chắc rắn. Hiểu? Sự hòa tan chắc rắn tức là sau vẫn nó không thu được chắc rắn, em hiểu không? Rồi chúng ta đến phát biểu A. Cho thằng này vào thì CaCO3 chúng ta sẽ tác dụng với HCl tạo thành CaCl2 cộng cho nước cộng cho CO2. Vì HCl dư thì chắc rắn này tan hết nha. Tan hết thì dung dịch chúng ta chỉ có chứa 1, 2, 3 và HCl dư. Như vậy chắc rắn này hòa tan hết, đúng. Cho hợp hai thằng này tỷ lệ mol 1:1 vào nước. Đây. Đầu tiên là natri sẽ Na2O sẽ tác dụng với nước để tạo thành NaOH. Chính NaOH sinh ra sẽ đi tác dụng với Al2O3 để tạo thành NaAlO2 cộng cho H2O. Cân bằng thì đây là 2, đây 2.
Hiểu chưa? Như vậy chúng ta nhìn nha, thằng này một mol thì thằng này là hai mol, là hai mol thì đây một mol, đây là mol là một một mà. Như vậy mình nhìn thấy này, thằng này hai mol, thằng này một mol, hai thằng bằng nhau. A Na2O á thì tan hết trong nước, bây giờ tạo thành dung dịch NaOH. Còn nhôm chúng ta thì tan hết trong NaOH, như vậy thằng này tan hết. Đúng. C cho bạc vào HCl, Ag chúng ta không tác dụng với dung dịch HCl, do đó trong trường hợp này không hòa tan được chất rắn. Cho natri vào trong NaCl, natri thì không tác dụng với NaCl, như vậy trong trường hợp này nó không hòa tan được chất rắn. Nếu mà nói như thế này là chưa đúng, bởi vì á, bạn hiểu là natri chúng ta có thể tác dụng được với nước có trong dịch này, hiểu không em? Để tạo thành NaOH cộng cho H2. Đó. Như vậy trong trường hợp này nó đúng hay phải sai em nhá? E. Hỗn hợp hai thằng này có tỷ lệ mol tương ứng là 1:3 hòa tan trong nước. Đây bạn nghe chị. Khi mình hòa tan trong nước á thì FeCl3 chúng ta sẽ tan trong nước, tan hết vì nước dư. Nó tạo thành dung dịch muối sắt 3. Bây giờ chúng ta khảo sát vượng của đồng với dung dịch muối sắt 3. Fe3 cộng. Tỷ lệ mol là 1:2, như vậy đồng 1 mol, thằng này 2 mol. Cái đó nó tạo thành CO2 cộng cộng cho Fe2 cộng. Đây 2. Đây 2. So sánh mol 1 chia 1, 2 chia 2, hai thằng này bằng nhau. Điều này chứng tỏ là gì? Đồng chúng ta tan hết trong sắt 3. Được chưa? Được em? Thì nói lại nha, muối sắt 3 thì tan hết trong nước, tạo thành dung dịch muối sắt 3. Còn đồng thì tan trong dung dịch muối sắt 3, do đó đây nó tan hết. Đúng. Như vậy đây chúng ta có 1, 2, 3, 4. Chúng ta chọn có đúng là câu B hay câu này. Có ý kiến gì về câu hỏi này hay không? Tuấn, có ý kiến gì không em ơi? Rồi, hiểu. À, Bảo có ý kiến gì không Bảo ơi? Rồi ok, nếu bạn không ý kiến nữa thì thầy xin phép dừng là cái ngày 4 tại đây nha. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục nghiên cứu bài giảng phần tiếp theo, đó là 10 câu hỏi lý thuyết vô cơ mỗi ngày, ngày số 5.